Neymar, ngôi sao bóng đá Brazil với giá trị tài sản ròng khổng lồ hơn 200 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa. Bởi vậy, tiền đạo sinh năm 1992 không hề do dự vung tiền cho nhiều sở thích đắt đỏ như bất động sản, siêu xe, đồng hồ, giày. Và sau đây, những khoản chi tiêu hoang phí và vô lý nhất của Neymar. Bộ sưu tập xế hộp sang chảnh. Maserati MC12 là chiếc siêu xe giá trị nhất Neymar sở hữu. Maserati ra mắt năm 2004 và sản lượng chỉ có 50 chiếc, giá nguyên bản 800.000 đô la Mỹ và giờ được rao bán với số tiền không dưới 2 triệu đô la Mỹ. Maserati MC12 được trang bị động cơ V12 6,5 lít lấy từ Ferrari Enzo, công suất tối đa 620 mã lực, mô men xoắn cực đại 652 nanomet. Siêu xe này có thể tăng tốc độ từ 0 đến 100 km/h trong khoảng thời gian cực ngắn 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt 330 km/h. Mặc dù không phải là con số ấn tượng ở thời điểm hiện tại, nhưng lại rất ấn tượng ở đầu những năm 2000. Cũng vào năm 2012, người hâm mộ bắt gặp Neymar lái chiếc Audi R8 Spider vi vu trên đường. Giống như chàng rapper Chris Brown, do quá nóng vội để được ngồi sau vô lăng của siêu phẩm này mà Neymar đã không thể chờ đợi khi đến mẫu R8 Spider phiên bản 2013 ra mắt, mà mau chóng lấy chiếc Audi R8 Spider 2012. So với phiên bản mới thì nó thiếu đèn LED đầy đủ, nhưng đây vẫn là một chiếc siêu xe tuyệt vời, trang bị động cơ V8, dung tích 4,2 lít, công suất 424 mã lực, mô men xoắn cực đại 430 nanomet. Máy bay đắt đỏ. Năm 2016, theo báo AS cho biết, ngôi sao bóng đá Brazil Neymar đã tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập đồ chơi hạng sang chiếc máy bay Cessna 680, số tiền lên đến 9,1 triệu đô la Mỹ. O Globo tiết lộ rằng Neymar đã ủy quyền cho công ty Neymar Sport and Marketing để mua chiếc máy bay sau khi đăng ký thỏa thuận với Pier Participacoes. Chiếc máy bay mới của Neymar có thể đạt vận tốc 890 km/h, không gian bên trong đủ chỗ cho 12 người và có thể bay liên tục hơn 5.000 km. Việc Neymar mua máy bay riêng cho thấy anh không hề e ngại chuyện là bị chính quyền Brazil điều tra về nghi án trốn thuế. Hồi tháng 2 2016, tài sản khổng lồ cùng với du thuyền, máy bay và rất nhiều của cải khác của Neymar tại quê nhà đã bị đóng băng. Ngoài ra, Neymar còn sở hữu chiếc Mercedes-Benz Airbus H145. Đây là chiếc trực thăng được Neymar mua với giá 15 triệu đô la Mỹ năm 2019. Sau cuộc chạm trán trước Argentina tại trận chung kết Copa America 2021, Neymar nghỉ ngơi tại biệt thự xa hoa ở Rio de Janeiro. Ngôi sao bóng đá người Brazil đã khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ bức ảnh chụp của anh bên cạnh chiếc trực thăng cá nhân Mercedes-Benz Airbus H145 trên Instagram cá nhân của mình. Theo tìm hiểu, chiếc trực thăng này khoác lên mình lớp sơn màu đen được cá nhân hóa theo sở thích của siêu sao bóng đá Neymar. Màu sơn của trực thăng lấy cảm hứng từ Batman, siêu anh hùng vũ trụ Marvel và tiền đạo PSG rất thích. Với dòng chữ viết tắt là NZR tại đuôi của trực thăng, dòng chữ này có ý nghĩa là Neymar Junior. Neymar thường sử dụng chiếc trực thăng này để di chuyển tới sân tập. Theo ESPN, cầu thủ bóng đá này cũng sở hữu một chiếc máy bay phản lực khác, nhưng đó đã bị chính quyền Brazil thu giữ năm 2015 sau khi mà cuộc điều tra về tài sản của anh. Du thuyền sang trọng. Năm 2012, Neymar, tiền đạo Brazil, đã thể hiện đội chịu chơi của mình bằng cách chi ra 6,2 triệu euro, gần 170 tỷ Việt Nam đồng, để sắm du thuyền được sản xuất từ Italia. Trước đó, Neymar đã nhiều lần thuê chiếc du thuyền này để đi du lịch với giá cao ngất ngưỡng. Đây là một trong những chiếc du thuyền được đánh giá hiện đại trên thế giới, chiều dài 25m và có 4 phòng nghỉ. Chiếc du thuyền được Neymar lấy tên mẹ của mình, Nadine, để đặt cho tài sản mới của mình. Dù không thể so sánh với Eclipse, ông chủ của Chelsea, nhưng việc tậu du thuyền cũng cho thấy độ chịu chơi vượt trội của Neymar trong giới cầu thủ. Tuy nhiên, chiếc du thuyền này đã bị chính quyền Brazil tịch thu vì cáo buộc trốn thuế 2011-2013, và dù cáo buộc đã bác bỏ, nhưng Neymar vẫn chưa xuất hiện lại cùng nó lần nào. Bộ sưu tập đồng hồ thời thượng. Đồng hồ RM051 Phoenix Tourbillon. Đây là một trong những chiếc khủng nhất mà tiền đạo khoác áo PSG sở hữu. RM051 Phoenix Tourbillon đến từ nhà Richard Mille, gây ấn tượng bởi nó được nạm kim cương tinh xảo ở cả mặt trong và mặt ngoài, đem lại cảm giác sang trọng cho người mang. Chất liệu từ onyx đen, một loại đá quý có khả năng tiêu diệt năng lượng xấu cho chủ nhân. Sự hiếm hoi của chiếc đồng hồ này nằm ở chỗ chỉ có đúng 18 chiếc được tung ra thị trường. Vẫn chưa hết, mức giá của nó đủ làm ta phải há hốc miệng, 750.000 euro. Neymar thường sử dụng chiếc đồng hồ này mỗi khi tham gia sự kiện quan trọng nào đó. Đồng hồ GMT Master 2.
Neymar được biết đến là tín đồ trung thành của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng khắp thế giới Rolex. Theo giới thảo tin, trị giá số đồng hồ Rolex mà Neymar sở hữu lên đến hàng trăm ngàn euro. Chiếc GMT Master 2 là nổi bật nhất trong số đó, với 29 viên kim cương cùng 30 viên ngọc bích được nạm lên. Mức giá của chiếc đồng hồ này làm chúng ta phải choáng ngợp, không dưới 100.000 euro. Đây cũng là chiếc đồng hồ ưa thích được Neymar diện trong nhiều dịp khác nhau. Bất động sản khổng lồ. Biệt thự tại Sao Paulo. Tại quê nhà Brazil, Neymar sở hữu dinh thự 3 triệu euro ở thành phố Sao Paulo. Đây được coi như một cung điện có mặt tiền bằng kính ở khu vực ngoại ô vốn vắng vẻ, thích hợp để bạn bè, gia đình Neymar ở lại nghỉ dưỡng. Vào mấy năm trước, anh đã bay về đây để tổ chức Giáng sinh cùng gia đình bạn bè. Biệt thự này gồm đầy đủ tiện nghi, 7 phòng ngủ, một sân bóng, sân tennis, bể bơi, gara có thể chứa tới 20 chiếc xe và thậm chí cả thang máy nhìn toàn cảnh giữa các tầng. Biệt thự tại Rio de Janeiro. Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 nổ ra, Neymar gây chú ý khi bay đến Brazil bằng máy bay phản lực riêng với bạn bè để ăn chơi nhảy múa ở dinh thự 8 triệu euro. Dinh thự được đặt tại khu nghỉ dưỡng Mangaratiba, nơi nam tài tử Sylvester Stallone quay bộ phim hành động The Expendables. Với bến đỗ sân bay trực thăng và cầu cảng riêng, ngoài các tiện ích cần thiết, dinh thự còn được trang bị phòng tập thể dục, sân tennis, phòng xông hơi khô, phòng massage. Giày đá bóng Nike Hypervenom Phantom 1 Liquid Diamond. Sau giải đấu World Cup 2014 vào tháng 1 năm 2015, đồng thời cũng là năm thứ 8 trong sự nghiệp của Neymar, Nike đã thiết kế một đôi giày lấy cảm hứng từ kim cương, hai mẫu giày đá bóng Nike Hypervenom Phantom Liquid Diamond Silver và Liquid Gold được ra mắt dành riêng cho Neymar Jr. Đôi giày được lấy cảm hứng từ hình xăm kim cương trên cánh tay chàng cầu thủ. Đối với Neymar, hình xăm kim cương thể hiện tình yêu thương hiếm có giữa anh và em gái mình, đặc biệt là những viên kim cương quý hiếm và đẹp đẽ. Ngoài ra, Neymar còn thường xuyên chi tiền không tiếc vào những cuộc chơi tiệc tùng thâu đêm. Với những nguồn thu nhập khủng, Neymar sẵn sàng vung tiền cho nhiều sở thích đắt đỏ và có phần hoang phí của mình. Bạn nghĩ như thế nào về top những khoản chi này của ngôi sao Brazil? Để lại bình luận ngay nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.